này xó chợ, đầu đường có nhau. Xin người đừng nói lời trách móc, tôi còn ai cùng khóc chung nhân gian. Thân cũng côi trong thống khổ cơ hàn, làm kẻ ở kiếm cơm ăn áo mặc. Thèm cha mẹ yêu thương, thèm nghe lời chân thật. Nhưng người đời lại ác độc vô lương. Trời ơi, em chớ ngại ngùng mà buông lời hờn tủi. Có nỗi niềm gì hãy chia sẻ cùng anh. Nhớ công bác mẹ sinh thành, tấm thân nhi nữ như cành liễu non. Hôm nay mặt võ xương mòn, cánh sơn ngậm quả, bồ hòn phải vui. Sao anh cứ ngỡ em còn non dại, nào ngờ em đã trải sự đời, đắng cay gian khổ dã rời, sống trong cõi tục mà lời cõi xa. Trong cõi tài bàn, em ơi đã sinh thời ra trong cõi tài bàn, ấm còn nắng cay còn nhiều không khí, cổ còn nằm xót xa nằm xót xa tuổi hàn ơi thì tài lần liếc mắt nhìn nhau. Chầu này như thăm với câu từ bao giờ, thiên duyên ai biết chữ ngờ. Thôi thì đành nhé, tựa nhờ nơi anh. Sao em mới đi cùng anh? Vâng, nhưng nếu họ biết thì sao? Không sao cả. Sao ơi, anh đã để mất em một lần, anh không thể để mất em lần nữa. Nào, hãy đi thôi. Hãy đi mày. Xin mời con ngài là bà thân nữa. Đi thôi, sẵn mất là bảo thân thầy hạ thơ, thân thầy hạ. Rồi. Miễn là nó nhớ, nó để dành cho ông chức quan huyện. Nhà ông đang còn con ở, đang đến kỳ bung nở. Con mụ già kia đi, con ở sẽ lên ngôi. Bây giờ trái tim mong manh dễ vỡ của ông đã thuộc về em sạt rồi. Sạt ơi, sạt ơi, sạt ơi, sạt ơi. Ôi trời ơi, thằng đâu? Trời ơi, ra đây. Ôi trời ơi. Mày có trông thấy con sạt đâu không? Dạ có. Con sạt nó bỏ trốn đi thằng thái đàn nó rồi. Trời ơi. Vậy sao mày mau mau cho người tìm bắt bằng được con sạt mang về đây cho ông. À.
địa dưới trong ý sống trong cảnh chiến tranh loạn lạc, còn lại đẻ đầu bao giờ biết cảnh lầm than, chỉ có vùng lên đạp đổ cường quyền mới mong thoát khỏi cơ hàn khổ cực. Anh đã liên lạc lại được với các đồng chí ở trong cung. Nhiệm vụ của anh là phải thâm nhập sâu vào trong lòng địch, nhưng anh chỉ lo cho mẹ con em thôi. Hy vọng anh sẽ chịu nhiều gian nan vất vả. Em cũng chỉ mong có cuộc sống bình yên,
cả nhà bên nhau cùng đàn cùng hát. Nếu mai này gia đình ta xa cách, nỗi nhớ thương cho chồng chất đầy vơi. Bởi vậy nên anh vẫn còn lo cho em và con còn thơ dại. Anh ơi, chí chăng đã quyết, anh hãy chuyên tâm vì nghĩa lớn mà đi. Em sẽ ở nhà nuôi con và Nguyệt khắc đi, chữ thủy chung chờ anh ngày đoàn tụ. Chính vì thế mà anh không bao giờ rời xa mẹ con em cả. Sạch ơi!